Chào cả nhà trở lại. Tháng Quý Dậu và Giáp Tuất nhằm tháng 8 và tháng 9 âm lịch, tốt với mệnh thiếu kim thổ hoặc người tuổi Thân, Dậu, Tỵ, Sửu sinh vào mùa xuân hè. Đa phần nửa đầu năm do mộc hỏa quản, nửa cuối năm do kim thủy quản. Vì vậy, mệnh thiếu kim thủy cuối năm là thời vận không tốt. Điều này cần xét thêm mệnh ngày sinh. Ví dụ người sinh ngày Bính hoặc Ất, hai tháng Dậu Tuất có nhiều cơ hội tài lộc. Thái toàn xét theo tứ trụ, tuy có phần khó hiểu nhưng chư vị chỉ cần tìm hiểu vài bước cơ bản có thể nắm bắt được rõ vận mệnh của mình, vì tứ trụ là thuộc số chuyên sâu, nếu xét theo năm khó lòng chính xác. Cung tài lộc trong tứ trụ là gì? Mệnh lý bát tự tứ trụ, nhật can hay gọi là mệnh ngày sinh rất đặc biệt. Chúng ta tra lịch vạn niên hoặc vào website, nhập ngày giờ sinh sẽ truy ra mật mã của tứ trụ. Trong đó, dòng can ô ngày sinh tức là nhật can, mỗi can có ý nghĩa đặc biệt. Bài này Khải Toàn xin phép không nêu chi tiết phần trên. Chúng ta tìm nhật can của mình là gì, tìm ngũ hành ta khắc là cung tài. Ví dụ, người sinh ngày mộc tứ trụ có thổ là mệnh có tài lộc. Tương tự, sinh ngày hỏa tứ trụ có kim, sinh ngày thổ tứ trụ có thủy, sinh ngày kim tứ trụ có mộc. Mệnh gốc quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thời vận. Thời vận ví như môi trường. Giả dụ một người giỏi văn thơ không biết công nghệ, nhưng vào thời thế hiện nay công nghệ phát triển, tìm hiểu về tứ trụ biết được dụng thần mệnh quyết, nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên không thể thay đổi quá 3 phần so với lá số gốc. Vì phong thủy không thay đổi được nhân quả, tu sửa hay tu học thì có thể. Thân Tý Thìn 3 tuổi này có mật mã hành trì vào tháng Dậu. Tháng Dậu tức tháng 8 âm lịch. 3 tuổi trên hành sao hành trì, chủ về nhân duyên, ăn nói, đào hoa và gặp gỡ. Thông thường người làm nghề ăn nói rất cần mật mã hành trì này. Trong nhà cửa vẫn có thể tự kích sao hành trì, gia tăng thêm duyên ăn nói, gặp gỡ và đào hoa. Đào hoa ở đây không phải là đào hoa sát mà là duyên giao tiếp, thêm nhiều mối nhân duyên. Có những vị muốn ngăn đào hoa, dùng gà trống hướng ra cửa chính, dùng cặp gà mái để trong tủ quần áo. Điều này không khéo sẽ triệt đi duyên gặp gỡ khách hàng. Tháng Thân Dậu Tuất là tháng kim vượng, kém với người sinh mùa thu hoặc lá số có tam hợp lục hợp kim. Người sinh mùa thu vào 3 tháng Thân Dậu Tuất thường có tài ăn nói, giỏi giao tiếp nhưng tánh khí nhiều sát khí. Vì mệnh nhiều kim ví như không ngại va chạm. Tháng Dậu Tuất nhằm tháng 8 tháng 9 âm lịch, tốt với người sinh mùa xuân kỵ mộc khuyết kim. Tháng kim là mật mã tài lộc với mệnh sinh ngày thuộc hỏa, bính hoặc đinh. Trong mệnh lý bát tự, mệnh thích gặp chính tài. Nếu bạn sinh ngày bính hành hỏa dương, tháng 8 là cơ hội tài lộc. Nếu bạn sinh ngày ất hành mộc âm, tháng 9 tuất là tháng có cơ hội tài phú. Tuy nhiên vận mệnh tháng hoặc năm không ảnh hưởng bằng 10 năm. 10 năm tức là đại vận. Tháng 9 Giáp Tuất. Vào tháng Giáp Tuất là tháng 9 âm lịch, 3 tuổi Dần Ngọ Tuất có sao hoa cái là mật mã tài hoa sáng dạ nhân duyên. Trong tứ trụ, những người tuổi Dần Ngọ Tuất trong 3 trụ còn lại tức tháng, ngày, giờ sinh có tuất là có mật mã hoa cái. Phàm mệnh có sao hoa cái là người tài hoa sáng dạ, những nghệ sĩ hay người làm nghệ thuật thường có sao hoa cái và văn xương. Với tháng 9 âm lịch, tháng Giáp Tuất, cơ hội tài lộc cho người sinh ngày Ất hành mộc âm hoặc là ngày Giáp hành mộc dương. Nhưng người tuổi Tuất và Thìn đặc biệt cẩn trọng vì năm nay là năm Giáp Thìn, thêm tháng Tuất nhiều mật mã xung khắc. Nếu một người xem mệnh vào năm tháng có hạn xuất hiện sự xung khắc, cuộc sống xảy ra chướng ngại hao tổn, hoàn toàn là điều bình thường vì mệnh vốn có mật mã ấy. Ngược lại năm hạn vẫn vượt qua nhẹ nhàng, tức trong quá khứ đã tích công bồi đức. Xem mệnh biết thọ mạng kém nên làm gì? Gần đây một cô gia chủ sinh mùa hè kỵ hỏa thiếu thủy, sinh năm 91 tuổi mùi. Cô bảo, em đi xem nhiều thầy. Có một vị thầy bảo, nếu em không đi nước ngoài trước 35, em chỉ sống đến 45 tuổi. Và từ đó em hoang mang lo sợ.
Nếu là một người quan tâm phong thủy bát tự tử vi, thậm chí từng đi xem, chư vị có tự hỏi xem vận mệnh để làm gì? Câu trả lời đa phần là mê lầm. Xem để biết tương lai, để tránh, đây là ý niệm mê lầm. Có câu Diêm Vương đã định canh ba, không sống đến canh năm. Nhà nho nói mệnh là do thiên, nhà Phật bảo mệnh là do nghiệp. Dù do trời hay do nghiệp, tức mệnh đã có sẵn từ đời trước. Việc đi xem mệnh không thể thay đổi số mệnh. Hay nói bác sĩ chỉ chữa được bệnh, không chữa được mạng. Để hồi đáp câu xem mệnh để làm gì cũng tương tự câu đi khám bệnh để làm gì. Để chữa bệnh không phải biết bệnh mà lo thêm. Ví như cô gia chủ sinh năm 91, sau khi nghe thầy bảo thọ mạng chỉ 45, cô hoang mang lo sợ, ngày đêm mất ngủ. Phong thủy là phương tiện, không thay đổi được nhân quả vốn có trong mệnh. Tu sửa theo giáo lý nhà Phật là phương tiện thiện xảo, thay đổi khác vòng vận mệnh vốn có. Hải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.